Dạ, cái giới từ nó hơi lú của. Từ từ chờ xíu, cho loa to hơn một xíu cho nghe được. Ôi nói Cái phần giới từ nó hơi lú của. ơi, vũ này là sao không bật camera Bạn thôi. ấy? Muốn đi spa về cô ạ, mà muốn đi spa về mà không tin em ạ. Spa dưỡng da về ngại. Thành nó mõm đấy cô ạ. Đẹp là phải sâu ra, Đẹp là phải sâu ra chăm bạn sóc da, chăm sóc. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạn. Rồi phần giới từ đây chỉ có học thuộc thôi, với lại một cái số chỗ nha. Cái từ page nó về trang bao nhiêu ấy, ví dụ là trang số 5 chẳng hạn, on the fifth đấy nhỉ, page on page 5 đấy, dùng on nè, page phải dùng on này. Tiếp theo in the end với lại at the end of đấy, hai cái đấy mình phân biệt ở trong cái mình ghi trong đấy rồi. Rồi. Với lại cả in the house với lại at the house. Một cái là in the house là trong nhà, còn at the house thì có thể nằm trong phạm vi trong ngôi nhà đấy nhưng có thể ở ngoài sân chẳng hạn. Đấy. Rồi. Thế không có gì cả. Có con không có đâu con. Con suốt ngày mồm to. À với lại trong bao nhiêu phút nha, trong bao nhiêu phút phải dùng in nha, với lại trong bao nhiêu giờ phải cũng dùng in nha, không được dùng, sẽ dùng ất. Ất chỉ có dùng để hỏi là mấy giờ, ví dụ bây giờ là 7:10 chẳng hạn, bây giờ cứ nói là 7 giờ, at 7 o'clock đấy, phải nói như thế được chưa, chứ không phải là dùng at mà at 2 hours đấy, chỉ phải dùng in trong vòng bao nhiêu thời gian đấy. Tiếp theo lạ ghê, thế đã in sách nghe chưa? Chưa đúng không? Mưa to quá em không đi được ạ. Lý do buồn cười. Ngập hết cả đường của ạ. Ông ngập cả con photo à? Lụt luôn của ạ. Rồi nay sang unit unit 4 sao nhỉ? Nghe về giờ nhá, unit 4 nói về giờ này. Rồi, giờ đấy nha, các bạn ghi cho mình một số chỗ nha. Giờ ấy thì mình có một vài cách hỏi sau đây. Ghi vào nha. Tại vì đến cái phần lesson mấy ở trong cái sách này nó cũng sẽ nói đến giờ, nhưng hôm nay mình sẽ học trước đi cũng được. Time is it? Đấy, hoặc là have you got the mình thiết kế cho mình. Một cái nữa là do you have the time? Do you have the time? Hoặc là can I know what time it is? Đấy, có mấy cách hỏi dò như này. Các bạn ghi vào chưa? Hả? Anh còn đang làm là Đi ghi nốt đi.
Rồi nha. Trước tiên là cách nói giờ hơn này, có cách giờ hơn và kém này, với lại có thể nói giờ 30 phút. Đấy gọi là giờ gì nhỉ? Giờ rưỡi này. Với lại cách nói 15 phút thành a quarter. Ờ, để nói nhá. Trước hết là cách nói giờ. Giờ hơn trước này. Đấy, thì mình có thể nói là giờ cộng với phút luôn. Được, ví dụ này. 7 giờ 14. Bây giờ 10 thôi. Giờ đây là 7 này. Ten. Thế thôi. Vậy có một cách nói giờ hơn nữa. Đấy nhỉ? Ừ rồi. Tiếp theo là cách nói giờ kém. Không nhỉ? Một cách nói giờ hơn nữa là giờ này. Số phút trước cộng với after. Hoặc là past. Cộng với giờ. Ví dụ nha. Cái nào giờ hơn này chỉ dùng cho là nhân khi mà nó nhỏ hơn 30 phút rồi. Ví dụ bây giờ làm chẳng hạn như là 10 giờ 10 đi. À thôi, 10 giờ 8 giờ 10 đi. Phút thì ở đây sẽ là 10 after 8 hoặc là 10 past 8. Đấy. Các bạn ghi kịp chưa? Nói gì có nghĩa là ghi kịp rồi nhé. Cách nói giờ kém này. Là số phút cộng với lại su cộng với lại giờ. Ví dụ 7 giờ 45 phút là 8 giờ kém 15 đúng không? 8 giờ kém 15 thì kém 15 đấy mình sẽ số phút là 15 phút là 15 to 8. Rồi, cách nói giờ chẵn này. Quên cái cho đầu tiên. Sẽ là giờ cộng với lại o'clock. Quên. Làm sao để ấn tiếp vào đây nhỉ? Anh Thành ơi. Anh Thành. Anh Thành ơi. Dạ. 12 giờ 14 nói như nào đấy? À 11 giờ 14 nói như nào đấy? 11 after 14 là gì nhỉ? 14.
Anh xem lại đi. Đúng không ạ? À, 11:14 after 11. À, ok. Thêm một cách nữa là gì? 14 past 11. Ừ, vẫn còn một cách nữa. Cách nữa à? Giờ hơn chẳng. À. 11:15. À, 14. Ok, 14. Rồi, đến chỗ giờ chẵn này chỉ việc giờ, không phải o'clock. Tự sao cũng muốn đi vào đây nữa. Ví dụ như là 12 giờ, 12 o'clock. 12 o'clock. Rồi. Ghi hết chưa? Hỏi các bạn. Trứng xương ạ. Xong rồi cái gì? Để ấy nhá, để xóa đi nhá. Rồi. Tiếp theo một cái nữa ấy, là cách nói 15 phút thì có thể thay bằng 15 phút này. Bằng với đấy. A quarter. Bởi vì quarter là một phần tư ấy. Ví dụ nhá, a quarter to hay a quarter past thì phải phụ thuộc vào ví dụ là 9:15. Mình sẽ nói là a quarter. Thế 15 phút ở đây mình dùng a quarter past hay a quarter to hả? Dùng past của. Đúng rồi. A quarter past. Past mấy? Past 9. Rồi. Tiếp theo là 9:45 này. Sẽ là a quarter to, bởi giờ kém là to ở đây phải là 1/4 của 10 giờ. A quarter to 10. Rồi. Xem còn cái gì nữa. Tiếp theo là dùng giờ rưỡi này, chỉ việc half past cộng với giờ, half past cộng giờ đây. Ví dụ như là 10:30 thì là half past 10. Xong chưa? Xong chưa? Cứ phải để nói rất nhiều lần. Thương xương rồi. À, xong chưa? Xong cái chỗ trên này chưa? Xong chỗ trên này chưa? Hiểu không? Hiểu chưa? Rồi quá. Rồi. Rồi. Giờ. Làm. Ôi. Sao cái đấy không còn dùng tu được à? Từ từ đã để quay trở lại đấy. Không à, không, được rồi. À, hiểu chỗ dùng tu chưa? Hỏi chỗ dưới này tại sao không dùng tu đúng không? Chỗ mà 9:15 tại sao không dùng tu đúng không? À không, dễ hiểu rồi, em hỏi là cái 10:30 ấy bố, sao không dùng hát vu kem đi, dùng hát vu kem. Không, thì công thức nó là như thế, 10:30 ấy thì mình sẽ dùng hát pass được một nửa hát pass. Không có hát tu đâu nha. Vâng, hát tu, Rồi, làm từ con số 1 đến con số 8, con số 1 người ta làm rồi. Tiếp làm từ con số 2 đến con số 8.
là 7 con. Rồi, đọc luôn bằng anh. Chờ câu con số 2. Three fifteen. Đúng rồi. Ok. Tiếp theo Vũ con số 3 nào. Có phải con thứ nhất không cô? Mình cần có phải chắc chắn hay không? Em nghĩ con thứ nhất. Đúng rồi. Đúng ạ, vâng. Đây này, 10 after 10. Cái công thức này thì phải là phút đứng trước. Ở đây là nó đang đứng ở số 10, phải không nhỉ? Dạ. À không, đây đây đây. Đúng rồi, nhìn nhầm, đây là kim giờ. Đúng thế à? Đây, 10 after 10 thì phút đứng trước và giờ đứng sau. Phút ở đây là 10 phút đây. Và đứng sau, đây chỗ này này, chỗ này 10 này là phải là cái số giờ, 10, 10 giờ, đúng không ạ? Tiếp con số 3. Huy nào. À con số 4 Quỳnh. Con số 4 là 220. Rồi, đúng rồi. Tiếp theo anh Thành nào. Đâu vậy? Câu số 5 đúng không? 355. 45 nó không có nhỉ? Ba giờ 45 phút mà không có đúng không cô? Ừ đúng. Từ giờ đấy anh nhìn lại xem nào. 3 giờ 45. Đúng không? Không có à? Ừ không có. Ừ. Tiếp nào. Thì câu số 6 đi. Sao anh làm tiếp câu số 6. À không. 3 giờ 55 mà. À cái ý G cô ạ. Ừ cái ý G cô ấy. Cái thứ 5 cô là ý G cô ạ. 3 giờ. Đây là số 3 hả? 1, 2. Ok, tiếp nào. Câu 6 ID cô ạ. Tiếp đi. Trường nào. Đấy. Chắc là thế. Ừ, không có. Ừ. Cô táo Huy nào. Câu 7 em tưởng B chứ cô. 7B. Ôi nhở. Thôi vậy. Chắc còn bị mù máu hết rồi. Đúng không chừng chun. Huy. Câu 8, 8 là H của. Thế file này là chỉ số giờ số phút đấy. Chỉ số phút ạ. Ờ đúng rồi. Ok. Chịu luôn. Tiếp theo. Vũ cái câu số 1. Đọc giờ. Cô là 7:30. 7:30 á? Đúng ạ. Đây mà số đây mà là 7:30 phút á? À 7:30 phút á? Thì xem giờ giỏi chứ. À đâu. Cô từ từ em nó hơi lú lần này quá. Chắc là ngu giờ đúng không? Chắc là ngu không biết nhìn giờ đúng không? Dạ, là nó là hình như là xích. Xích tu thì không có xích tu gì hết. Xích tu thất thì no. Giờ rưỡi nha. Có công thức giờ rưỡi bằng gì? Half past six. Không hiểu cái gì vào đây là 6 hay là 7 rưỡi luôn. Sao em nhìn thấy cái kim ngắn nó chỉ ở số 7 vậy? Không, nếu mà half past seven ý, thì cái kim ngắn này nó sẽ chỉ ở chỗ giữa 7 và 8. Tiếp là anh Thành câu số 2 nào. Thì cô là 12 o'clock. Rồi, 12 o'clock.
Tắt mạng rồi. Rồi, câu tiếp theo là Huy nào. Em cho cô là Python 2S. Cái gì? À, 15 2S. 15. 15 2S. Thế á? Mấy giờ đấy? Ừ, đây là mấy giờ? 8:15. Ừ, 8:15. Ủa, tưởng đây là 9 giờ mà. Ờ, 9 giờ nó phải ở kia chứ không? 9 giờ cái kim này nó phải ở số 9. Ừ, ok. Rồi, nghe giờ. Chúng ta một vào nhá. Hả? À, nghe giờ nhá. Nghe giờ và ghi ra. Page 14. 2. Let's listen. Listen and write the correct time on each clock. 1. Excuse me, what's the time? It's 10:15. Thanks. 2. Do you have the time? Let me see. Yeah, it's 10 after 2. 2:10? Thanks. 3. What time is it now? Hey, it's exactly 12 o'clock. Midnight. Happy New Year! Four. Can you tell me the time, please? Yeah, it's 11:30. Wow, I'm late. Thanks. 5. Do you know what time it is? Yeah, it's 3:45. Thanks a lot. 6. I'm late again. What time is it now? It's 7:50. Class starts at 8. I've only got 10 minutes. Mọi người lần thứ hai nhé. Page 14. 2. Let's listen. Listen and write the correct time on each clock. 1. Excuse me, what's the time? It's 10:15. Thanks. 2. Do you have the time? Let me see. Yeah, it's 10 after 2. 2:10? Thanks. 3. What time is it now? Hey, it's exactly 12 o'clock. Midnight. Happy New Year! Four. Can you tell me the time, please? Yeah, it's 11:30. Wow, I'm late. Thanks. 5. Do you know what time it is? Yeah, it's 3:45. Thanks a lot. 6. I'm late again. What time is it now? It's 7:50. Class starts at 8. I've only got 10 minutes. No. Cái số 2 nào. Vũ. Thưa cô giáo là số 2 là let me see 10 after 2. Đừng đọc giáo cũng được, 10 after 2. À, Phong đọc tiếng Việt ra nha, Phong đọc tiếng Việt là mấy giờ ra? Nào, mấy giờ? 2:10. Đúng rồi, 2:10. Cái số 3 trường nào? Mười một giờ 30 xem. Ừ. Ô thế á? Ừ. Chắc vậy mình
phải không các bạn? Dạ, nó là Happy New Year. Chuẩn cô giáo ạ, midnight luôn cô ạ. Nó là Happy New Year cô ạ. Ok, 12 giờ. Câu số 4 nào. Huy. Em cô câu 4 là 11:13. 11:30. Yeah. Mấy rồi? Là 11:13. 11:13. Nhìn chưa phải không? 11:13 với cái này hả? 13 nghĩa là 13. Còn đây 30 à? 13. Vâng. 13 nghĩa là 13 nhá. Còn 30 đây là 30. Anh Thành con số 5 nào? Cô là a quarter to four. A quarter to four. Đúng rồi đấy. 3:45. Tiếp theo con này Vũ nào. Thưa cô giáo là 7:50. 7:50. Đọc tiếng Việt đi. 7:50. Ok. Tiếp theo này. Nghe giờ trước. Nghe hai lần nha. Nghe giờ radio. 1. You are listening to Star Radio at 90.9 on your FM dial, the station with the best classic rock in town. The time is 7:15. Time for more classic rock. 2. This is WBYZ 105.1 FM, and the time is coming up to 10:05. And we've got more music for you, so stay tuned. 3. You are listening to X98.5 on your FM dial, the jazz station. The time now is just a minute away from 2:00. Four. This is your AM station talk radio, WXYZ. Time now is 11:02. Don't touch that dial. 5. This is the BBC. The time is 6:15. 6. You're tuned to WQXR, your classical music station, and the time is exactly 1:40. Time for the ninth symphony. 7. This is 1010 News Radio, the station with all the news all the time. Time now is 9:30. 8. This is your station for easy listening, KABC. The time right now is going on 5:05. Okay, second time. 1. You are listening to Star Radio at 90.9 on your FM dial, the station with the best classic rock in town. The time is 7:15. Time for more classic rock. 2. This is WBYZ 105.1 FM, and the time is coming up to 10:05. And we've got more music for you, so stay tuned. 3. You are listening to X98.5 on your FM dial, the jazz station. The time now is just a minute away from 2:00.
4. This is your AM station talk radio, WXYZ. Time now is 11:02. Don't touch that dial. 5. This is the BBC. The time is 6:15. 6. You're tuned to WQXR, your classical music station, and the time is exactly 1:40. Time for the ninth symphony. 7. This is 1010 News Radio, the station with all the news all the time. Time now is 9:30. Eight. This is your station for easy listening, KABC. The time right now is going on 5:05. 1, Anh Thành. Một B. Seven, 15. Tiếp theo nào. Không bố hay sao? Không câu số 2 trường nào. Nhưng là 1 ở B này, đúng rồi, câu số 2 nào. Ừ, đúng rồi. Channel 5. Câu số 3, Vũ nào. Dạ thưa cô giáo là 1:59. Yes. Với câu mà just a minute away from 2 o'clock. 2 o'clock. Ừ. Chỉ còn 1 phút nữa là đến 2 giờ. Rồi. Nha. À. Câu số 4 nào. Huy nào. Câu số 4 là Huy ạ. Đúng rồi. Câu số 5 nào. À, anh Thành nào. Câu số 5 là A. À, đúng không? À, 5B, 5B ạ. 10:15. Với lại 10:55. Khác nhau ạ. Câu số 6 nào. Chưa. Ừ. Đọc có như nào ấy? Ừ, 1:40. Câu số 7 Huy nào? Câu số 7 là 19:30. Là A. Ừ. Đúng rồi. Câu số 8. Câu số 8 ai ấy hả? Dạ em ạ. Nói. Ừ, nói. 505. Đúng rồi. Nghe luôn cái chỗ này nha. Nghe một lần thôi. Để xem là cái kênh radio ấy tên là gì này. The Core Radio Station. Trạm phát radio. Nghe nha. Xem là nó đọc là cái gì. Nhờ. 1. You are listening to Star Radio at 90.9 on your FM dial, the station with the best classic rock in town. The time is 7:15. Time for more classic rock. Anh Thành ý A. À, ý 1. Câu 1 ý B. 90.9. Rồi. Câu số 2 nha. 2. This is WBYZ 105.1 FM, and the time is coming up to 10:05. And we've got more music for you, so stay tuned. Vũ nào? Hả? Em thưa cô là ý A. No. Nghe lại em. Stay tuned.
Radio at 90.9 on your FM dial, the station with the best classic rock in town. The time is 7:15. Time for more classic rock. 2. This is WBYZ 105.1 FM, and the time is coming up to 10:05. And we've got more music for you. So... Ow. Thưa cô là 105.1. Thế là nào? C. Ok. Câu số 3 nào. Stay tuned. 3. You are listening to X98.5 on your FM dial. The jazz station. The time now is just a minute away from 2 o'clock. Sure. Con số 3. Đúng rồi. S98.5. S còn đây H. Rồi. Câu số 4 này. Four. This is your AM station talk radio, WXYZ. Time now is 11:02. Don't touch that dial. Three. Em với cô là A. WXYZ. Con số 5. Five. This is the BBC. The time is 6:15. Anh Thành. 5B. Rồi, BBC. Tiếp. Six. You are tuned to WQXR, your classical music station, and the time is exactly 1:40. Time for the Ninth Symphony. Vũ. Thưa cô giáo là WQXR. Đúng rồi. Tiếp theo là câu số 7 này. Seven. This is 1010 News Radio, the station with all the news all the time. Time now is 9:30. Huy. Em thưa cô là B ạ. No. Nghe lại. Nghe lại nhờ. Station. And the time is 6. Time for the Ninth Symphony. 7. This is 1010 News Radio, the station with all the news all the time. Time now is 9:30. À, quá. 1010. Đúng rồi. Tiếp theo, câu số 4. 8. This is your station for easy listening, KABC. The time right now is going on 5:05. Sương. KABC. Rồi tiếp theo nha. Mọi người đang gọi để hỏi về cái thời gian diễn cái show này cho những cái bộ phim này. Hãy nghe. Nghe cái thời gian mà diễn ra cái show ấy nha. Thời gian diễn ra cái show ấy, không phải là đang định nói cái ý cho anh thôi. Thời gian diễn ra cái show nha. Nghe này. Nghe hai lần. One. Thank you for calling Cinema World. Our box office opens every afternoon at 2:30. Today in Cinema A, we are showing Holiday in Rome, starring Gina Jones. Showtimes are 3:40, 5:45, 7:55, and 10:15. 2. In Cinema B, we are showing Hong Kong Warrior. Showtimes are 4:30, 6:40, 8:30, and 10:45. Don't forget to visit our new coffee bar located next to Cinema B. It's open every day from 2:30 to 10:30. 3. In Cinema C, we are showing Ralph the Rabbit. Showtimes are 3 o'clock, 4:40, 6:30, and 8:15.
also, at 10 o'clock, tonight only, a sneak preview of Crazy Cops, Hollywood's latest comedy action film. 4. In Cinema D, we are showing The Alien from Saturn. Showtimes are 3:20, 5:10, 7:20, and 9:40. Don't forget, our box office closes every evening at 9:55. Lần thứ hai nhỉ? 1. Thank you for calling Cinema World. Our box office opens every afternoon at 2:30. Today in Cinema A, we are showing Holiday in Rome, starring Gina Jones. Showtimes are 3:40, 5:45, 7:55, and 10:15. 2. In Cinema B, we are showing Hong Kong Warrior. Showtimes are 4:30, 6:40, 8:30, and 10:45. Don't forget to visit our new coffee bar located next to Cinema B. It's open every day from 2:30 to 10:30. 3. In Cinema C, we are showing Ralph the Rabbit. Showtimes are 3 o'clock, 4:40, 6:30, and 8:15. Also, at 10 o'clock, tonight only, a sneak preview of Crazy Cops, Hollywood's latest comedy action film. 4. In Cinema D, we are showing The Alien from Saturn. Showtimes are 3:20, 5:10, 7:20, and 9:40. Don't forget, our box office closes every evening at 9:55. Nào, ý nghe đầu tiên nha. Bắt đầu này. 1. Thank you for calling Cinema World. Our box office opens every afternoon at 2:30. Today in Cinema A, we are showing Holiday in Rome, starring Gina Jones. Showtimes are 3:40, 5:45, 7:55, and 10:15. Vũ. Dạ thưa cô giáo là 3:40, 5:45 với 7:55 với 10:15. 7:55. Và mấy nữa? Với lại 10:15. Tiếp theo có tiếp theo này. Two. In Cinema B, we are showing Hong Kong Warrior. Showtimes are 4:30, 6:40, 8:30, and 10:45. Don't forget to visit our new coffee bar located next to Cinema B. It's open every day from 2:30 to 10:30. Anh Thành. Phải. 4:30 à? Tiếp. 6:30. 6:30 à? Cái này em thấy chưa chuẩn lắm đây. Tiếp theo nào. 8:40 à? 8:45. Thử nghe lại em. Thế nào em nghe lộn rồi. We are showing Hong Kong Warrior. Showtimes are 4:30, 6:40. 6:40. 40. 6:40. Đúng rồi. Đây nghe có hiểu. Rồi. Cái dưới nữa nha. 8:30. 8:30. 6:30. Đúng rồi. Rồi, tiếp con số 3 này. And day from showing Ralph the Rabbit. Showtime in Cinema C, we are showing Ralph the Rabbit. Showtimes are 3 o'clock, 4:40, 6:30, and 8:15.
Also, at 10 o'clock, tonight only, a sneak preview of Crazy Cops, Hollywood's latest comedy action film. Too long. Đúng rồi. Ok. Câu cuối. 4. In Cinema D, we are showing The Alien from Saturn. Show times are 3:20, 5:10, 7:20, and 9:40. Don't forget, our box office closes every evening at 9:55. Nào Huy à? 7:20. 3:20. 9:55. Cả 2:00 bao nhiêu? 2:00. Nghe lại. Vì cái này sai nha. Ừ. Không nghe gì. No times are 3:20 are showing The Alien from Saturn. Show times are 3:20, 5:10, 7:20, and 9:40. Don't forget. Nào, thử đọc xem nào. 7:20 đúng rồi nha. Tiếp. 9:10. Hả? 9:10 ạ? Không phải 9:10 nha. Thôi để cho nghe từng giờ một đi. We are showing The Alien from Saturn. Show times are 3:20. Now. 3:20. Oh, 3:20. Là ba giờ bao nhiêu? 20. 3:20. Tiếp. 5:10. 5:10. Mấy giờ? 5:10. 10:00. 5:10. 5:10. Cái này là đọc cách giờ hơn đấy, có thể đọc giờ xong rồi phút. 5:10 ạ. Đúng rồi. Tiếp này. 7:20. 7:20. Rồi đây 7:20 đây. 7:20. Tiếp cái cuối cùng này. And 9:40. 9:40. Mấy giờ? 9:40 ạ. Rồi. Nhớ nha, về nhà xem lại giờ nha. Rồi. Bây giờ đến vấn đề khác. Màu xanh chưa các bạn? Mở sách chưa? Rồi. Bình thường ấy có mấy từ đại từ quan hệ cơ, nhưng trong cái này sẽ học mỗi cái đại từ quan hệ which. Bình thường đại từ quan hệ which sẽ thay thế cho cái vật này, cho cái vật đứng phía trước. Đấy, thay cho danh từ chỉ vật đứng phía trước này. Và có thể thay thế cho danh từ chỉ vật phía trước. Ví dụ một câu này á. I love my doll. It
is my birthday gift? Đây chính là quà sinh nhật của tôi. Đấy, tôi thích cái con búp bê của tôi này. Và nó chính là cái quà sinh nhật của tôi. Rồi nha, mình sẽ viết lại cái câu này này. Mình sẽ thay thế cho cái danh từ chỉ vật đứng phía trước này. Nhìn này. I love my doll. Which. Mình sẽ thay thế cái này. Cái đây nha, my doll này. Và it. Hai cái liên quan đến nhau này. My doll là nó thay bằng it bởi ở cái vế thứ hai thì mình sẽ thay bằng which is my birthday gift. Đây là cái ví dụ mà nó là thay thế cho danh từ chỉ vật đứng phía trước, nhưng mà trong cái trường hợp học ở đây ấy, thì nó sẽ thay thế cho một cả một mệnh đề đứng phía trước. Đây ví dụ câu này này. Cô ấy không thể đến bữa tiệc sinh nhật của tôi. Điều đó làm cho tôi rất đau lòng. Bởi vì nó thay thế cho cả mệnh đề đứng trước. Có nghĩa là cả cái vế này, cả cái vế đằng trước, nó sẽ làm cho cô ấy đau lòng. Cái việc mà cô ấy không đến bữa tiệc ấy, nó sẽ làm cho cô ấy đau lòng, đúng chưa? Thì nó sẽ thay thế cho cả cái mệnh đề đứng phía trước. Đấy. Đấy. Từ that này, nó sẽ được thay thế bởi từ which. Đấy. Party which makes me sad. Một. Đấy thì nó sẽ có cái cấu trúc này cũng như là cái cách dùng. Như là câu đề của lại một thì nó cho thấy là cái điều kiện mà sẽ có thực ở hiện tại, như là ở hiện tại và tương lai đây, ví dụ nha. Nó sẽ qua hai vế câu. Vế câu thứ nhất là mệnh đề if, thứ hai là đầu tiên là vế đầu tiên là mệnh đề điều kiện này. Thứ hai sẽ là mệnh đề chính. Vế thứ hai sẽ là mệnh đề chính này. Mệnh đề điều kiện thì sẽ là if cộng với thì hiện tại đơn. Còn mệnh đề chính thì sẽ là chủ ngữ này. Đây, if này, chủ ngữ này, cộng động từ hiện tại đơn. Đấy, còn vế mệnh đề chính này sẽ là chủ ngữ này, sẽ cộng will hoặc can hoặc may, hoặc có thể có not vào đây, và cộng với động từ không chia. Đây vị cô này, nếu tôi có nhiều tiền tôi sẽ mua ngôi nhà. Đây. I have, đây là động từ chia thì hiện tại đơn này. Tiếp theo là I will. Đây, chia là I will đây. Và sau đây là động từ không chia. Thử câu này nhé. Trường, dịch thử câu này xem nào. Điều kiện có thể xảy ra. Nếu tôi có không thích dịch đấy. Nếu tôi có bạn gái tôi sẽ đưa cô ấy đi. Đi đâu vậy? Đọc tiếng Anh nhá. Nếu tôi có bạn gái tôi sẽ đưa cô ấy đi nhanh ý. Nào. Have girlfriend. Phải ghi vào nha. Tôi sẽ đưa ai đó tới đâu đó là take. Đưa ai đó, take somebody to. Đưa cô ấy. Hold to the hotel. Đó. Ok. Nhớ nha. Will này. Chỗ này phải đổi hiện tại đơn. Okay. Tiếp theo là đến mệnh đề trạng ngũ chỉ thời gian. When có nghĩa là khi này. Hoặc là khi mà cô ấy quay trở lại đây. When she come back, she will buy food. Khi cô ấy quay trở lại, cô ấy sẽ mua thức ăn, đồ ăn đấy. Đấy, when có nghĩa là khi này. Tiếp theo là as soon as, ngay sau khi. Vậy là
Ngay sau khi tôi hoàn thành bài tập, as soon as I finish the homework, I will go to sleep. Đấy, ngay sau khi mà tôi hoặc là một câu nữa là ngay sau khi tôi về nhà, tôi sẽ cởi giày. Vũ, thì câu này. Câu nào? À, từ từ ạ. Esune cũng có thể đứng giữa câu này, được chưa? Ngay sau khi tôi về nhà, tôi sẽ cởi giày. As soon as I coming home. I come home. I will take off. Cởi giày là take off, cởi cái gì đó. My shoes. Rồi, tiếp theo là why, có nghĩa là khi hoặc trong khi. Like why I was in China, I went out a lot. Cái từ why này cũng sẽ có thể dùng trong thì quá khứ tiếp diễn. Đấy. Why I was in China, trong khi mà tôi ở Trung Quốc thì tôi đi ra ngoài rất là nhiều. Và từ since này, kể từ khi này mình đã học ở trong thì hiện tại hoàn thành, kể từ khi. Trước since là thì hiện tại hoàn thành và sau since là thì quá khứ đơn. Hiện tại hoàn thành này. Trước since là hiện tại hoàn thành nha, sau since là quá khứ đơn. Đấy. Tiếp theo before, có nghĩa trước khi. Like she had, cô ấy có bữa ăn sáng trước khi mà cô ấy đánh răng. Còn after nghĩa sau khi này. He come after the train had left. Anh ấy đến sau khi mà cái chuyến tàu đã rời đi rồi. Tiếp theo till và until cho tới khi. Sẽ ở đây cho đến tận khi mà anh ấy đến. Và during cộng danh từ, nhớ nhá, during chỉ cộng với danh từ thôi. Đóng cửa cho chị. During sẽ cộng với trong danh từ này, sẽ có nghĩa là trong suốt, được. Rồi, during my stay. Đấy, during my stay cũng là danh từ nha, là danh từ này. I find him very naughty. Trong lúc mà kiểu ở với tôi ấy, thì tôi cảm thấy anh ấy rất là hư đốn, naughty. Rồi. Làm từ A đến J. Từ A đến J. Anh Thành đang nhìn màn hình đúng không? Anh Thành đang nhìn màn hình đúng không? Có, anh có file riêng rồi mà. Ok.
Anh Thành làm cho em câu 1 nào. Muốn when. Ừ, đúng không? When. Trong khi chúng tôi đang ở New York thì chúng tôi nhìn thấy một vài trò chơi. Ừ, không phải trò chơi đâu nha. Place, để vở kịch đấy. Kịch. Ừ. Trò chơi phải là games. Câu số 2, Huy nào. Em cho cô câu số 2 là... During đúng không? Đúng rồi, during. Bởi vì sao? Bởi vì during sẽ cộng với danh từ này. Ở đây danh từ là tonight. Đấy, và when sẽ chỉ cộng với mệnh đề. Và since cũng chỉ cộng với mệnh đề thôi. Đúng chưa? Chúng tôi làm việc cả tối và ngủ cả ngày. Cả ngày ấy. Đáp án câu C, Vũ nào. Thưa cô giáo, câu C em chọn A. Ừ, ok, đúng rồi. Gì đi. Thưa cô giáo, Bob sẽ đến đây sớm. Khi mà Bob đến, chúng tôi sẽ thấy nó, à thấy anh ấy. Rồi, câu số tiếp theo, trường nào. Which. Rồi. Dịch đi. À, không phải là không làm được mà là hay không qua nhé. Pass qua. Ừ. Rồi, câu tiếp theo anh Thành nào. Cô A là before C. Ừ. Yeah. Cô ấy đã đợi cho đến tận khi mà cái cốc cà phê của cô ấy đã nguội rồi. Và nhấp và thưởng thức. Thế là xịn, nhấp môi. Before. Rồi. Theo Huy nào. Em với cô là B. B. Ừ, B cũng là trong khi đúng không? Thử dịch câu này xem. Bình thường nha. Bình thường as soon as, một vế sẽ là as soon as, một vế sẽ là thì quá thì tương lai đơn và một vế sẽ là thì hiện tại đơn. Nó phải là as soon as mới đúng. As soon as. Ừ. Trong khi nghe hợp lý. As soon as đấy nhá. Tôi sẽ gọi đi cho bạn ngay khi mà tôi quay trở lại công việc, đúng chưa? Còn nếu mà B ấy, để trong khi tôi sẽ gọi là trong khi tôi quay trở lại công việc. No. Em tưởng là khi quay trở lại công việc thì tôi gọi. Ừ, không, bình thường nó sẽ dịch cái từ why trong khi nhiều hơn nha các bạn nhá, nhớ nhá. Từ why nó sẽ dịch ở trong khi nhiều hơn. Trong khi nhiều. Ừ. Rồi, tiếp theo câu G trường nào. Đang đấy. During the night. Ok, đúng rồi đấy. Ấy, tiếp theo nào. Vũ nào. Thưa cô giáo, câu này em chọn after. After. Nói lời tạm biệt sau khi mà đã rời á. Ai nói tạm biệt sau khi rời? Là trước khi ạ, before. Ờ, đúng rồi. Trước khi à. Người ta phải nói tạm biệt trước khi người ta đi chứ. Sau khi đi tạm biệt cái gì? Tiếp theo, Y là anh Thành nào? Ờ, Y là if, C. Ừ, đúng rồi. Ờ, tôi sẽ chi trả cái cấp gói của bạn. À, tôi sẽ trả bạn gấp đôi nếu mà bạn kết thúc trong việc trong thứ 7. Thứ 6. 5, 6. 6, 5, 6. Thứ 6. Tiếp theo này. À, câu G nào. À, J. À, Huy nào. Ăn đi hả cô? Câu số... Tôi đã không quay trở lại. Không phải cho ăn đi. Ừ, cho đến khi... Cho đến tận sau nửa đêm. Ăn chiều. Vậy anti. Until. Cô
Ok. Tiếp theo nha. Là đến cái này. Đến liên từ. Liên từ sẽ dùng để nối. Nối từ này. Và nối ý với nhau. Rồi. Đây đầu tiên là em có thể là và này. Để bổ sung thêm thông tin. Chưa? She's kind and helpful. Cô rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người. Or là dùng để đưa ra sự lựa chọn. Vậy là hoặc. Cái này mọi người biết rồi nha. Bạn có muốn chọn cuốn sách này là đồ chơi. Tiếp theo là but dùng để nối hai ý trái ngược với nhau. Vậy là nhưng. That young man is disabled but talented. Người đàn ông trẻ thì tàn phế nhưng mà rất là tài năng. Sâu có nghĩa là nên do đó để đưa ra kết quả của cái sự việc. Đúng chưa? Nên nha. Còn yet cũng có nghĩa là nên hoặc tuy nhiên. Để đưa ra thông tin tương phản. Tiếp theo for là dùng là như nguyên nhân. Cái từ for này cũng có thể giống như cái từ because. Cái từ but và từ yet cũng đều có nghĩa là nhưng. Nhưng mà cái từ yet này khác biệt nha. But và yet khác biệt với nhau nha. Từ yet có nghĩa là sẽ cũng là tương phản. Nhưng mà cái vế đằng sau ấy, sự tương phản đấy nhá. Nhưng mà nó lại mang tính cho người nghe một cái tính gọi là rất là bất ngờ. Đấy, rất là bất ngờ và ngạc nhiên. Ví dụ nha, ví dụ một câu như này. Anh ấy, đây câu dưới này, cô ấy rất là nghèo nhưng mà cô ấy vẫn là, nhưng mà cô ấy vẫn nhận nuôi những cái trẻ mồ côi ấy, kiểu thế. Hoặc là anh ấy là tội phạm nhưng mà anh ấy rất là tài năng chẳng hạn. Đấy kiểu kiểu thế, kiểu làm cho người nghe kiểu cảm giác là bất ngờ đấy. Thế là hai cái này khác nhau ấy, but và yet khác nhau. Yet, làm cho người nghe cảm thấy rất là ngạc nhiên. Rồi. 8 câu, làm 4 câu đầu tiên. Mà thôi làm hết luôn đi. 20, 8 câu 20 chữa. Chủ nhật thi thì các bạn có muốn thứ bảy học không? Chủ nhật này thi có muốn thứ bảy này học không? Không gọi. Thế thì phải nói là không, tự dưng. Im im, ok.
Không đúng không? Thật là không đấy. Khum quá, khum khum. Thế mấy bạn kia có muốn học không? Em thật ra muốn học nhưng mà các bạn lại không muốn thì thôi. Thế bạn cô dạy riêng Vũ ơi cô ạ. Thế cô dạy riêng cho bạn Vũ cô ạ. Nghe em không bị kiến cô ạ. Hai mươi rồi. Chữ dần nhé. Anh Thành câu số 1. Ơ từ từ. Từ từ họ họ. Chấm xíu. Ờ sao cô? Gì? Idol tinh tế đấy, idol. Tại vì tự dưng thấy cái câu này nó hơi làm sao sao ấy, phải cho mình một xíu. Khởi lại. Anh Thành chọn vào dịch cho em. Thế là em rồi. Ừ, nhưng mà anh dịch em ạ. Các bạn nam đang chơi game và các bạn nữ đang xem TV. Câu số 2, Vũ. Thưa cô giáo là bút ạ. But tôi đã cố gắng hết sức trong bài kiểm tra cuối cùng nhưng cái kết quả của nó không được như tôi mong muốn. Mong đợi. Không tốt. Tôi mong đợi. But câu số 3 nào, trường nào. Đúng rồi, so. Nên không thể vào nhà, get into. Không thể vào nhà. Câu số 4, Huy nào. Câu số 4 là yes. Yes. Cô ấy thích xem phim hài nhưng chồng của cô ấy thì lại... Tuy nhiên chứ, tuy nhiên chồng của cô ấy thì lại thấy phim hành động thú vị hơn. Lại cảm thấy phim hành động thú vị rồi. Tiếp theo câu số 5 nào. Nào anh Thành. Của năm là B. Bạn phải làm tốt trong cái bài kiểm tra hoặc là bạn sẽ không tốt nghiệp được. Không lên lớp được. Rồi, không tốt nghiệp. Đúng rồi. Tiếp câu số 6 nào. Vũ nào. Câu số 6 em chọn A. Để thử nào. K-pop music nó so popular, phổ biến. Cho nên là cái giai điệu và nó rất là simple và memorable. Simple là đơn giản, memorable dễ nhớ. Đơn giản, simple đơn giản, memorable dễ nhớ. Anh chọn gì đấy? Em chọn for. Nghĩa là gì? Nghĩa là vì. Bởi vì. Rồi câu số 7, trường. Chưa ra thì làm luôn vào ngay. You can go to. Được. Được chưa? Cho nên. Đây, tôi nên thực hành nhiều hơn cho cái trận đấu này. But thì cả bởi vì hả? Đúng. Còn đây lại không tốt đấy. Đây không tốt. Còn đây recently. Tiếp câu số 8, Huy nào. Câu số 8 là O. Tính xem nào. Bạn có thể đi xem phim với tôi hoặc bạn có thể đến trung tâm thương mại một mình.
Construct sẽ gì trung tâm thương mại nhỉ? Construct ở trung tâm thương mại đến cái gì nhỉ? Hòa nhạc. Hòa nhạc ở của mình. Rồi. Tiếp theo là những phrasal verbs. Get up là ngủ dậy này. Get in the car, lên ô tô này. Get off là xuống nha. Get in là lên. Get off là xuống này. Đây. Đây cũng như get on cũng là lên này. Get out of là ra khỏi, xuống xe. Look at là nhìn cái gì. Nhìn cái gì này. Look after, chăm sóc bằng với take care of. Look for là tìm kiếm này. Sit down, ngồi xuống. Đứng lên, stand up nè. Wake up là thức giấc này, thức dậy này. Go on là tiếp tục, tiếp tục. Mà continue ấy. Go out là ra ngoài này. Đó, stay at home ở nhà. Go up là tăng lên. Increase. Mà mới increase đó. Go down là giảm xuống. Bằng decrease. Try on là thử đồ nha. Còn try to verb là cố gắng làm gì? Try to verb cố gắng làm gì nha. Còn try cộng verb in cũng nghĩa là thử này. Đi luôn vào đây. Đấy, try cộng verb in là thử nha. Còn try to verb là cố gắng làm gì? Turn on là bật này. Turn off là tắt này. Put on mặc đồ. Cởi đồ đây, take off. Put on là mặc đồ, nhưng mà cái từ wear này, wear này cũng là mặc, nhưng mà wear này là đã mặc trên người rồi. Ví dụ đây mình đang mặc cái áo là mình là wear, I'm wearing a t-shirt. Còn ví dụ lấy một cái áo khoác vào thì sẽ là I put on my coat, chuẩn bị mặc vào ấy, để mặc đồ vào ấy, thì dùng put on. Còn đang mặc trên người sẽ dùng wear. Ví dụ I'm wearing glasses, tôi đang đeo kính chẳng hạn. Dùng wear à, cái gì tất cả trên người rồi mình sẽ dùng wear, còn cái gì chuẩn bị mặc vào, lấy ra mặc vào thì mình sẽ put on. Rõ chưa các bạn? Làm bốn con đầu đi, nào, bắt đầu. Làm trong vòng 1 phút. Nước cổ vuông câu số 1. Thưa cô là cái gì in đi cô? Thế vậy cái gì in á? Hả? Em chưa làm cô này được, em ngồi dịch nãy giờ nào. Ok. Rồi thêm câu số 2 đi. Số 2 có phải là get in không cô? Ừ.
nhìn xem đúng chuẩn chưa. Nếu mà ở cái dạng này thì xem đúng chưa. Phải chia cả thì nha. Em nghĩ là đúng ấy. Em nghĩ là đúng rồi đúng không? Thế cái từ, thế nhìn cái câu là xem look chấm than, thế nó có quen không? À, look at. Không, ý là nhìn look chấm than cái kia thì nhìn xem đấy nó có giống cái thì gì không? Thì hiện tại tiếp diễn. Ừ, đúng. Nào, chia lại xem nào. Your sister is is getting on, getting in. Rồi. Nó lên xe ô tô. Hoặc xuống xe cũng được. Getting out of, cũng được. Rồi, nhớ nha, nhớ phải chia cả thì vào đấy. Rồi, anh Thành câu số 1 đi. Anh Thầy, câu số 1. A funny thing is going on. Anh chọn từ đúng on rồi đấy. Going on. Ừ, đúng rồi. Is going on. Rồi, một điều rất là thú vị, vui vẻ đang diễn ra phải ở văn phòng ngày hôm nay. Câu số 3, trường. À, không. Bạn nên chấm chấm xe buýt ở cái điểm tới. Next stop là điểm tới, điểm dừng tiếp theo này. Ừ, nó gần siêu thị, đúng rồi, get off. Thế để này đúng chưa đấy? Không, nhưng mà nha, nhìn nha. Nhìn xem đúng chưa? Hỏi lại thì cứ phải chắc chắn, không đúng là đúng rồi đấy. Làm sao phải sợ? Cứ trả lời đúng thôi nào. Bởi vì sao? Suit này. Đúng rồi, sau suit là động từ nguyên thể. Sau suit, can, could, may, may đó. Thì dạng sau đấy lại còn nguyên động từ nguyên thể. Đúng rồi đấy. Câu số 4 Huy nào. Câu số 4 là vẽ bức tranh đấy à? Kiểu kiểu thế. Vẽ cái gì vậy trời? Đang dùng những cái phrase verb trong này cơ mà. Vẽ cái gì? Nhưng mà cái từ em chưa tìm thấy cái từ nào nó hợp lý. Chưa tìm từ nào hợp lý thật không? À look at đúng không? Ờ đúng rồi. Look at. Chia thì này hả? Thì hiện tại à thì đã nói là như từ look, careful, be careful các kiểu, những cái từ là một hai cái dấu chấm than này này, được chưa? Đầu câu ấy thì mình sẽ thường là chia là thì hiện tại tiếp diễn, được chưa? Chia là gì? Tiếp diễn là she is looking at the picture. Rồi, ok. Tiếp theo đây là một số cấu trúc thường gặp. Để xem nào, cái chỗ này chưa ghi ạ. Pick somebody up là đón ai đó này. Ví dụ. Tôi đón bạn gái của tôi đi học chẳng hạn. Được nha. Tôi thường đón bạn gái tôi đi học. I usually pick my girlfriend up to go to school. Hoặc là to the school đó. Tiếp theo này là ask somebody if, hỏi ai để làm gì. Cứ ghi vào đi nha.
Tức là instead of cộng động từ thêm in hoặc là danh từ. Thay vì làm gì? Hoặc là thay vì thay vì làm gì? Thay vì ăn cá thì tôi ăn trứng. Instead of eating ăn cá, instead of eating fish, I eat get there or get to somewhere, là đi đến đâu đó. You can stay at home or stay in my house, ở nhà. You can make a chocolate cake, là làm bánh sô cô la này. On the top, ở trên đỉnh của cái gì đó. On the top of, yeah, on the top of, ở trên đỉnh của cái gì. Have great time, có khoảng thời gian vui vẻ. Mình có thể là có khoảng thời gian vui vẻ với ai là have a great time with somebody. À, with somebody có khoảng thời gian vui vẻ với ai. With somebody, thêm with somebody vào đây cũng được. Tiếp theo, come to visit, đến thăm ai. Thank somebody for something, cảm ơn ai đó vì cái gì. Hoặc là cảm ơn ai đó vì làm gì. Có thể là ở đây chở something hoặc là động từ thêm in. Nha, cảm ơn ai đó vì làm gì hoặc cảm ơn ai đó vì cái gì. Ví dụ như là cảm ơn bạn vì đã đưa tôi về nhà. Vũ, dịch câu này. Dạ. Cảm ơn bạn vì đã đưa, cảm ơn bạn vì đưa tôi về nhà. Thank you for đưa tôi về nhà. Cũng được nhưng mà mình sẽ nên dùng give me a ride. Mình sẽ hay dùng cái từ đó. Tiếp theo, cảm ơn bạn vì món quà chẳng hạn. Trường. Thank you for. Thật trường mà. Cảm ơn bạn vì món quà. For your gift, gift. Cảm ơn vì nhóm món quà nha. Cảm ơn đó vì cái gì? Tiếp theo, say to somebody, nói với ai? Nói với ai nha? Say to somebody và speak to somebody cũng là nói với ai. Một cái nữa là tell thâu thâu ấy, tell somebody, chỉ tell somebody nha, không có to gì hết. À đây, bên dưới này có rồi. Tiếp theo là prefer something. Thích là thích cái gì này? Prefer to verb, thích làm gì này? Ghi kịp không nhỉ? Prefer something là thích cái gì này? Prefer to verb, thích làm gì này? Prefer something to something là thích cái gì hơn cái gì? Và một cái nữa là prefer verb in to verb in là thích làm gì hơn làm gì? Xong chưa các bạn? Thế cô là to verb là gì ấy cô nhỉ? Prefer to verb là thích làm gì? Được chưa? Prefer something to something là thích cái gì hơn cái gì? Và prefer verbing to verbing là thích làm gì hơn làm gì? Ví dụ, tôi thích ở nhà hơn là đi ra ngoài với anh ấy. Ví dụ này. I prefer ở nhà là stay at home. Nhưng mà chỗ này phải động từ thêm in nha. Thích làm gì? Staying at home. So, cộng động từ thêm in chứ này. Hơn là ra ngoài, going out. Với anh ấy, with him. Rồi. Chỗ này nó bị nhảy xuống đây. Tiếp theo này, would prefer something, cũng là thích cái gì đó này. Và would prefer to work. Đấy, thích làm gì này? Would prefer somebody to work. Muốn hoặc thích ai đó làm gì? Ví dụ tôi thích anh ấy không hút thuốc lá chẳng hạn. I would prefer him không hút thuốc không hút thuốc lá, not to smoke.
Xong chưa các bạn? Cái chỗ này phải trèo lên trên dòng này, nó bị nhảy xuống đây. Chỗ này cũng vậy. Các bạn đã xong chưa? Be so ill that, vậy là be so, chỗ này ill có thể thay bằng tính từ này, be so cộng tính từ cộng that chúng cộng động từ, quá đến nỗi mà. Ví dụ nước quá nóng đến nỗi mà tôi không thể uống. Thử lấy ví dụ câu này nha. Huy, cho ví dụ câu này đi. Nước quá nóng đến nỗi mà tôi không thể uống. Water is so hot that, I drink. Không thể uống, tôi không thể uống. I not drink hả? I am not drink. Có ai dùng như này không hả? I can. Có đúng rồi, I can't drink. Rồi. Tiếp theo. Là get hoặc take somebody to somewhere. Đưa ai đó tới đâu? Tiếp theo là có vấn đề. Trong việc gì? Rồi, have problems. Cộng verb in. Vì tôi có vấn đề trong việc học tiếng Anh chẳng hạn. I have problems studying English. Rồi. Tiếp theo, nhớ là động từ thêm in ở đây. Working long hoặc hard hours là làm việc trong nhiều giờ. Working long hours hoặc working hard hours. Tiếp theo là tính từ. As. Vì as. Sớm nhất có thể thì mình hay nói as soon as possible. Kiểu vậy. Cái gì đó có thể. Đấy, sớm nhất có thể. By the way. Okay. Tiếp theo. Ở đây. Work long hours hoặc là work hard hours. Nghĩa là làm việc trong nhiều giờ. Tiếp theo nha. Là arrive at somewhere. Đến đâu đó này, bằng come to somewhere, đến đâu. Có hai cái như này. Bình thường ấy thì mình sẽ dùng arrive at, thì đến những cái địa điểm cụ thể và địa điểm ấy nhỏ rồi. Ví dụ như là đến sân bay thì mình sẽ dùng arrive at the airport. Còn arrive in, mình sẽ có hai cái nha. Arrive in này thì mình sẽ dùng cái địa điểm lớn như là đến các nước chẳng hạn. Đến các nước nha, thì mình sẽ arrive in Việt Nam. Đấy, kiểu dùng cho những cái địa điểm lớn lớn ấy. Còn arrive at, đấy như mình nói từ at đấy, thì dùng hay dùng cho những địa điểm cụ thể đấy. Tiếp theo này, đây cũng là cái này lặp lại. Have a picnic. Dã ngoại này. Give something to somebody. Đưa cái gì cho ai? Tuy nhiên là đưa điện thoại cho tôi. Give me. Cô mệnh lệnh nha. Đưa tôi cái điện thoại đi. Give me. Tặng cho mình. The phone. Give my phone. Give the phone. Sue me. Tiếp theo, give something cộng tính từ. Cái này gọi là thấy như thế nào? Đây, ví dụ. Xin lửa. Keep something. Hot. Ví dụ kiểu gì đấy rồi. Được, lên trên này đi. Rồi, tẹo đang nghĩ xong. Tẹo book a table là đặt bàn nha. Cái từ book này. Book này nha, danh từ là cái quyển sách. Còn book, động từ, có nghĩa là đặt. Book a table là đặt bàn này. Book a hotel, đặt khách sạn này. Còn book a ticket, đặt vé này. Tiếp theo là give somebody a lift. Đó,
cho ai đó đi nhờ. Cho tôi đi nhờ chẳng hạn. Give me a lift. Đó. Do sport and play sport. Chơi thể thao này. Wait for somebody. Tôi dùng wait for nha. Không phải là wait me đâu. Wait for me. Đợi tôi. Yeah. For me. Go straight to bed. Lên giường. Check lên somebody. Giường. Dạ. Nói chuyện với ai? Ừ, đấy, nói chuyện với ai, nói chuyện với ai. Tiếp theo là that sounds hoặc that looks, tastes, smells hoặc touch, touches. Như mình nói hôm trước ấy, nó có một cái từ mình taste, cái món ăn, món súp ấy, mà taste good. Thì đằng sau đấy, bình thường là sau động từ sẽ phải cộng với trạng từ đúng không? Động từ này, sau cái trạng từ. Nhưng mà trong những cái này, những cái động từ này, thế đó là những cái động từ chỉ cảm giác. Đấy, thì mình sẽ cộng với tính từ đằng sau đó. Biết không? Thật là vui. Hay là that sound happy. Bình thường nha, không phải là that sound happily đâu nha. Tiếp theo as well as. Tốt như là, cái này cũng làm từng trong so sánh bằng thôi. At work. Ở nơi làm việc này. Tiếp be on a holiday. Mọi người go on holiday. Có kỳ nghỉ này. Tức là làm cho cái gì đó như thế nào. À, cái từ make something cộng với tính từ này bằng với keep. Keep something cộng tính từ. Hai từ này sẽ giống nhau, giống như cái từ ở bên dưới này. Mình chưa nói. Keep something cộng tính từ bằng với lại make something cộng tính từ. Giữ hoặc làm cho nó, làm cho cái gì như thế nào. Đây trong câu này nhá. Make your house safe. Hoặc là make your house clean. Làm cho ngôi nhà của bạn sạch sẽ. Hoặc làm cho ngôi nhà của bạn cảm thấy, ngôi nhà của bạn thấy an toàn được. Còn kỳ không? Hả? Cái gì? À quá nhanh á? Quá nhanh phải kêu gào lên chứ. Đến chỗ nào rồi ở trường? Các bạn kết xong chưa? Không trả lời cứ em xong rồi. Tiếp tục. Travel to somewhere. Bằng vậy go to somewhere là đi đến đâu. Rồi at weekends. Bằng at the weekend. Cuối tuần. Take photos. Chụp ảnh này. On time. Là đúng giờ. Có một cái nữa. Là in time. Có nghĩa là kịp giờ nha. Talk to somebody là nói chuyện với ai. Finish cộng verb in nghĩa là kết thúc. Hoàn thành xong cái gì này. Go swimming là đi bơi này. Tiếp theo là can find time for cộng verb in hoặc là something. Được, bằng với lại can have enough time to do something. Có nghĩa là có đủ thời gian để làm gì. Ví dụ là tôi có đủ thời gian để làm cái bài test này chẳng hạn. I can find time for this exercise. Hoặc là doing this exercise. Được chưa nhỉ? Hoặc là viết theo cách số 2 này. Thông tin chung chung.
I can have enough time. To do this exercise, one. Winner prize là thắng một giải này, còn winner race là thắng một vòng đua. Tiếp theo là pay for something, nghĩa là trả tiền cho cái gì, trả tiền cho cái thứ gì đó. Cái cầu nguyện là gì cô? Dạ. Cầu nguyện ạ? À? À, cầu nguyện thêm chữ R vào đây, trả tứa, ghi nút chữ này. Trả tiền nha, pay for. À, pray for đúng không? Pray for, đấy, cầu nguyện cho. Cầu nguyện cho tôi, pray for me. Of a tennis club, câu lạc bộ tennis. Mới có ghi kịp không? Rồi enter competition, tham gia trận đấu, tham gia cuộc thi để mà trận đấu nha. Động từ của nó từ compete. Thôi ghi sau đi. Tiếp theo ask from somebody for something, thế này cái gì đấy nha? Xin tiền chẳng hạn, I ask. My mom for money. Đấy. Be similar to. Giống cái gì? Nghiêm chưa? Em xong rồi cô ạ. Trường Minh Huy xong chưa? Em xong rồi cô. Ừ, ok. Tiếp theo là it takes somebody, thời gian cũng to verb. Bằng với cái công thức mà hôm trước mình bảo là chủ ngữ cộng với span. À không, it span. Nhảy. Từ ngữ. Thời gian. Phúc in. Và be tính từ này, hoặc trạng từ enough for somebody. To verb đủ để làm gì? Tính từ cộng enough, còn enough sẽ cộng với danh từ. Ví dụ đủ tiền. Còn tính từ sẽ cộng với enough. Như là đủ xinh. À không. Okay. Đủ trẻ đi. Young enough. Đấy, nhìn này cho nó phân biệt cho dễ. Thế nhá, đủ để làm gì? Đủ trẻ để lái xe. À đủ trẻ, ồ. Oh. Young enough to drive a car. Không chưa? Chỗ này là tốn bao nhiêu thời gian để làm gì nhá? Tốn hoặc mất bao nhiêu thời gian để làm gì? Xong chưa? Rồi. Tiếp theo nha, là đến reading writing part 2 thì sẽ là cái ngữ pháp mà chọn ABCD vào chỗ trống ấy. Là nhìn vào những từ chỗ trống là sau đấy phát hiện cái ngữ pháp của nó và sẽ cho đáp án và từ vựng mình sẽ dịch câu ra. Đây. Part 2 đây.
Nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5. 5 câu. Đây nha, phát hiện cái loại ngữ pháp của nó. Đằng trước đằng sau là cái gì? Và sau đó thì dịch câu ra. Nếu có thể dịch thì mình sẽ dịch câu ra nhá. Thử làm từ câu 6 đến câu 10. Ba phút. Đầu tiên xác định loại ngữ pháp trước. Sau đó có liên quan đến ngữ pháp hay liên quan đến từ vựng nhiều hơn. Nếu như là loại câu gì đó thì mình sẽ điền xem là đấy là điền cần điền một tính từ hay là một động từ hay là một danh từ hay là trạng từ gì đó. Xem nó liên quan đến, có liên quan đến to verb hay verb in không. Có thế làm đi. Nào, câu số 1 các bạn chọn gì? Sâu. Anh hãy chọn sâu. Vũ chọn gì? Em chọn B ạ. Trường Minh Huy chọn gì đấy? Ok. Sâu. Đúng rồi đấy. Đáp án đúng rồi. Anh ấy thì chỉ cho Sam, hướng dẫn cho Sam cách để sử dụng nó. Rồi. Câu số 7. Anh Thành. Câu 7, message. Email message. Tin nhắn email, email message. Đây là một cụm từ đi với nhau đấy. Sam thì gửi cái tin nhắn email cho bạn của anh ấy Beauty để nói với anh ấy về cái món quà rất là đẹp. Tiếp theo câu số 8. Trường. Chính xác. Đúng đấy, dịch xem nào. Đúng rồi đấy. Tiếp câu số 9 nào. Câu số 9 Vũ nào. Thưa cô giáo là em chọn interesting.
Interesting. Oh, interesting. Huy chọn câu này là gì? Em nghĩ câu này là happy chứ bộ. Yes. Đúng rồi đấy. Tại vì sao? Bình thường mọi người hay được dạy là ED thì đi với người, vậy in thì đi với vật, đúng không? Trong câu này nhá. Bởi vì nhưng mà không thể nói hoàn toàn chắc chắn là in thì đi với vật và ED đi với người. Câu này mình sẽ thử nha. ED thì nó sẽ nói về những cái tính từ mà bị con người đã bị tác động, được chưa? Còn in, interesting, ED này, in này nhá, thì sẽ dùng cho những cái vật mình cảm thấy như nào đối với cái vật đấy thôi. Còn đây nhá, đối với con người này, mình không thể dùng là bị. Cái này chỉ dành cho vật thôi. Interesting, được chưa? Họ thì cảm thấy như thế nào đấy, bởi vì họ thấy được, tìm thấy được những cái thông tin hữu ích về những cái con sông, dòng sông thì ở trên mạng. Bây giờ loại luôn cái đáp án này đi nha, tại vì interesting, bình thường nhớ dễ nhớ ấy, thì cái này chỉ dành cho vật thôi. Đây là chúng tôi là người, dê, họ nha. Còn interesting chỉ dành cho vật thôi. Nếu cái này interested ấy, không ấy được vào đây bực mình nhiều. Nếu mà cái này interested thì sau đó mình phải là giới từ là in, được chưa? Hoặc là thêm in hoặc là danh từ. Tôi cảm thấy hứng thú về cái đề, I'm interested in. Học tiếng Anh chẳng hạn, in learning English, đấy, kiểu thế. Nhớ nha, ED này cũng giống như từ amazed. Và amazing. Amazing ấy thì nó chỉ dành cho vật thôi, cho sự vật, vật sự vật thôi, còn amazed sẽ dành cho người nha. Thế ạ. Rồi. Đây à, happy. Rồi câu số 10, Huy. Câu số 10 là à đúng không? Nha. Sau chỗ này là động từ gì đây? Động từ thêm in ạ. À, động từ thêm in. Rồi. Joy. À, mình sẽ tìm kiếm những cái từ động từ nào ấy mà sau đó là động từ thêm in, được chưa? Chỗ này want, sau đó là động từ gì? Động từ thường. À, sau want nha, want to work, muốn làm gì? Chưa, want to work là muốn làm gì này. Còn thank, cảm ơn ai đó vì cái gì? Mình sẽ là thank somebody to work. Mình sẽ không thể là thank to work được. Đấy, cấu trúc nó như này. Còn enjoy, còn verb in, enjoy, love, prefer. Đấy, mấy cái đấy. Thế nhá. Thế chỉ có chỗ đáp án C thôi. Rồi. Tiếp theo. Để xem nào. Part 4. Để hướng dẫn part 4 là về nhà làm hai cái cùng hai bên nha. Đây nha. Gạch chân từ khóa câu hỏi và tìm nhanh thông tin với tương tự với từ khóa trong bài. Nha, ví dụ nha. Như câu hỏi này chẳng hạn. Đây, ví dụ câu 21. À đâu, xem câu 20 trước. À rồi, 21 đi. The place has been open for less than a year. Mọi người tìm cho mình cái nào chính là cái ý chính của câu nào. Cái chân nào. Trong câu the place has been open for less than a year. Nào thử tìm ý chính của câu này. Mọi người sẽ gạch chân vào từ này. Hả? Keyword của cái câu này là gì? Gạch chân những keyword nào? Phát biểu. Anh Thành. Cô là The Palace.
The palace. Hết chưa? For less than a year. For less than a year. Mình nha, the palace là thứ nhất này. Cái này này. Mở này. Động từ của câu này. Mở này. Tiếp theo less than a year. Mở này. Ít hơn một năm. Mình sẽ tìm trong câu này tương đương nha. Xem chỗ nào là the palace. Có chỗ nào palace, the palace. Mình nhìn vào chỗ đấy. Chỗ này đúng không? The palace. Rồi. Mở ít hơn một năm. Nhìn nha. About. Đây. Cái này open nha. Restaurant code replace. About 3.5 months ago. 3 tháng và một nửa. Thì sẽ là 3.5 tháng. Ít hơn một năm. Rồi xem câu này ít hơn một năm thì xem có đúng hay sai. Mọi người. Right. Đúng rồi, chính xác. Đấy, mọi người sẽ tìm cái keyword và sẽ tìm những cái câu tương đương trong bài. Đấy. Nhớ nha. Lots of people. Đây nha, people này. Và friends. Pháp này. No. Howard. Đấy. Sẽ tìm những cái keyword trong bài nha, trong cái câu đấy. Và sẽ đối chiếu vào trong cái phần đoạn văn này này. Để mình tìm ra. Được chưa? Về nhà nha. Làm nốt cái bài còn lại này. Và làm cái bài này. Part 4 này. Mà làm đến đâu cũng được. Mà nếu có thể làm hết được. À không, làm hết đi. Làm hết cái phần này nha. Làm hết cái test này. Đọc cái hướng dẫn bên trên, hết cái test này thôi. Còn test 2 này để hôm sau. Nghe rõ chưa? À thôi, để hướng dẫn qua qua đã. Thông xương rồi. Ờ, để hướng dẫn. Được. Nha, còn cái bài này thì mình sẽ xem chọn điểm ngữ pháp trước và sau của cô đấy là cái gì. Ờ, mình sẽ điền. Nếu là phải đúng vật thì nữa này. Đấy, xem xác định xem. Ờ, ví dụ câu này, câu 3 chẳng hạn. Chỗ này là có động từ rồi. À, là động từ to be rồi nha. Thì đằng trước nó phải điền cái gì thì mọi người tự biết. Được chưa? Thu động từ là gì thì phải biết. Tiếp là cái này nha. Cái này mình sẽ đọc sơ qua cái trên này. Đọc sơ qua cái này. Read the description right, of something you may find in your bag. Đấy, có thể, bạn ấy có thể tìm cái gì ở trong cặp của bạn. Nhớ là đọc cái câu trên này trước. Và sau đó thì làm bên dưới này. Nếu như bạn, if you lose it, nếu không có cái này bạn sẽ không thể vào nhà. Là cái gì? Đó. Tiếp theo. Bài này cũng thế, bài này cũng giống như cái bài trên này. Cũng sẽ xác định xem là loại từ cần điền này. Điểm ngữ pháp là loại nào? Là gì? Mà mình điền vào. À, câu nào không biết thì bỏ trống trống ra một xíu nhá. Được chưa? Bài này cũng thế, bài này cũng giống là cái này. Chỉ được điền vào đây thôi. Quốc tịch thì học rồi. Nhé. Thế thôi. Làm hết cái test đấy là được. Good night. Cô giáo cho em hỏi cái. Ừ, hỏi đi. Tuần này là mình học được một tháng thôi cô nhỉ? Hình như là thiếu một buổi, nó mới được một tháng ấy. Tại vì mình hay theo dõi cái của trường hơn, tại vì của trường ghi đúng. Trường hay ghi bài tập về nhà vậy, ghi buổi đấy. Rất chi làm ăn, rất chi là kiểu... nghỉ đi, vô nha. Bấm vũ rất chi là màu ám nha. Sao ạ? Em có làm gì đâu. Chung đần quá là chung ạ. Rất chi là màu ám. Sao nào xem ra nào? Vũ. Đúng rồi, xưa cho cả lớp nhìn cái sao nào. Có cái gì đâu cô vào để nhìn mặt ông ấy Vũ ạ. Có cái gì đâu. Có cái gì vậy trường? Có cái gì? Có nhà. Dạ. Sợ kinh mặt sáng bóng. Chịu đấy. Đúng, hoặc bòi từng xuân. Trông như Dung Cúc bạn ạ. Trông như Phóc Rồi. Có khác gì Dung Cúc đâu bạn nhỉ? Ông ấy hậu ấy Vũ ạ. Hậu ấy là nam giới Vũ ạ. Tôi xin thành thế.
Dạ, ừ. Em chào cô. Em chào cô ạ. Bye. Tôi thấy mỗi ước ai đổ. Tôi chú ý mỗi ước rồi. Ước để dài vậy rồi. Ừ, ước đẹp. Cái mặt bắn trường này tiệm nó phải gửi cho nhóm rồi. Tôi nhảm cứ tay. Lấy cái gì? Lấy không? Cần không? Thế nên vào bên kia chắc là cân hơn đấy. Mấy em. Hello ấy. Đúng Thành. Thôi tôi ôn. Tôi ôn. Ôn cái chó gì? Vuông. Học đi. Thành 9 mai rồi. 9 rồi. Đéo đi. Thành bảo lấy 9 rưỡi nhá. 9 rưỡi nhá. 99.75. Xương bạn dạy tôi cái xương xương đấy bạn này. Tôi vừa đấy căng thẳng quá. Học mấy cái bài mà chung ấy cũng nhiều mà. Tôi cần mỗi cái xương xương của bạn này. Mà chung túc bà cuối buổi cuối bà cho chữa bao nhiêu bài cũng nhiều phết. Thì từ mùng 4 2 mùng 8 gửi đi, đúng rồi nhỉ. Vì xử lý là chết mà idol. Vì xử lý được cầm vào. Không, idol lấy 9 thì nó khác. Idol lấy 9 thì. Lấy 9 thì lại vấn đề khác. Tôi chỉ cần được 7. Ui dồi, lại được 7. 7 là mấy kỳ tích đấy. Tôi chỉ mong 6 điểm thôi. Wow. Vẽ đúng 2 hình là được 6. Cũng phải 10, học chăm lắm cơ mà. Chơi game xong học luôn mà, học sáng mà. Xong nào ngủ tí học tiếp. Học này cho 3.3 mất. Tôi ngủ đến tận 4 rưỡi mà. Lại là 4 rưỡi à? Học được mai rồi, học được. Tôi tưởng 11 đến 12 là ấy. 5 rưỡi đến 6 rưỡi. 5 rưỡi học đến... À, 5 rưỡi thi. 6 rưỡi. Ổn cái gì vậy đồ. Nhưng mà 5 rưỡi... Đi. 5 rưỡi thi mà ai đồ. Thế 11, 12 là mấy giờ? 5 rưỡi 6 giờ, 5 giờ 15. 5 giờ 15. Đến, đấy. 6 rưỡi 6 giờ. Để thế thì bảo cô học muộn thôi chứ này. Bảo cô là 8 giờ học được không? Đúng Vũ học, học quá. Ông học nghỉ một hôm sao đâu, eo ông phải mấy chấm học gì nữa. Cũng Thành. Eo cái gì học cho nó đủ ấy anh. Cho nó đỡ quên kiến thức. Ừ, đấy. Ai eo thì cần học đúng kiến thức nữa. Ôi vào game nhá, nhiều quá. Vào game à? Chết thật, idol, chết thật. Bye rồi.